Vì sao? Vì Bồ Đề xa lìa các tường sở hữu không cao không thấp, không nắm không buông, tâm rất dao động, lời mất lý luận, không có số lượng. Đó là chỗ hướng tới Bồ Đề của Bồ Tát. Nếu Ngài có thể đi được như thế thì tùy ý đi mà hành khất thực. Lòng các tường nương vào uy lực dạy bảo ấy nhập định hài dụ, ví như biển cả, nước rộng sâu, lặng yên, có nhiều ngọc báu đầy đủ sinh mạng các loài thủy tộc định đây cũng thế uy lực rộng sâu thần dụng khó nghĩ và nghiệp an tĩnh đủ các báu công đức nhiếp dưỡng hàm thức bấy giờ có bồ tát tên là thiện tư vì muốn làm cho long cát tường mau ra khỏi định nên khởi lập đại gia hạnh để gây xúc chạm dao động thần ngài thiện tư làm các núi đại địa trong tam thiên đại thiên thế giới biến động sáu cách nhưng thần tâm long cát tường vẫn an tĩnh vững chãi như chẳng động như núi diệu cao vì sao vì do định ấy nên thần ngữ ý của Ngài An Trụ không động. Sau khi xuất định mưa xuống các hương hoa, lòng các tường hướng về rừng thẻ đa cuối mình chấp tay trí thành cung kính nói như vậy. Kính lại Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác, Ngài đã chứng đã nói pháp tuyệt diệu sâu thẳm tự tánh đều không, không nhiễm không đắp, khiến cho người nghe được thắng định này. Bồ Tát Thiện Từ bèn hỏi, Ngài ở trong định có cảm biết động đất chăng? Lòng các Tường đáp, thiện tư phải biết nếu những ai thân tâm dao động thì thấy đại địa cũng dao động, chư Phật Thế Tôn, Bồ Tát bất thối chuyển, đại độc giác và đại A La Hán thân tâm an tĩnh xa lìa sự dao động, ở trong các pháp không thấy, không biết có động, có chuyển, có nghiêng, có lay. Vì sao? Vì các ngài thường an trụ pháp không động, không chuyển, không nghiêng, không lay, nghĩa là chứng tướng không vô tướng vô nguyện vắng lặng pháp xa lìa bản thánh không, do trụ pháp này nên thân tâm không động, Diệu Cát Tường thấy nghe vậy vui mừng khen ngợi Long Cát Tường. Lành thay, lành thay, ngày thành tựu được việc này, này tùy ý vào thành khất thực. Lòng ca tường đáp tối nay đã chứng pháp thực vô thượng thắng định hải dụ nên chẳng còn mong cầu các loại đoạn thực. Tối nay chỉ cầu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã phương tiện thiệt xảo diệu nguyện lực trí bà làm mật đa và vô biên hạnh thù thắng khác của Bồ Tát để mau chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề chuyển bánh xe diệu pháp cứu vớt các loài hữu tình thoát khổ lớn sanh tử khiến cho trụ niết bàn thanh tịnh rốt ráo. Tối nay chỉ muốn xả bỏ các hành chẳng muốn nuôi dưỡng thân tâm tâm này nhờ tôn giả người bạn lành chân tịnh thường xót trợ lực tôi chứng được định thủ thắng tôi xin đảnh lễ thủ diệu các tường vô biên các tường dũng mãnh các tường quảng đại các tường diệu pháp các tường thắng huệ các tường nàn từ các tường là bạn lành đại tiên bạn lành chân tịnh Diệu các Tường nói, lành thay, lành thay, ngày đạt được thắng định hài dụ như thế, thấy rõ các pháp như tiếng vang, như ảnh tượng, như mộng, như huyễn, như quáng nắng, như ánh sáng, như việc biến hóa, như thành tấm hương. Nay ngài nên cầu vô lượng vô biên các pháp thực vô thượng, là người được như lai bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và mười tám pháp phật bất cộng vân vân, để tự nuôi thêm pháp thân giải thoát, tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều do pháp thực đây mà an trụ trải qua vô lượng vô số vô biên đại kiếp chẳng thể nghĩ bàn như số cát sông hằng vì sao vì pháp thực như thế vô lậu không ràng buộc giải thoát hẳn sự chìm đắm mà pháp thế gian không thể xa lìa cũng làm cho dứt hẳn tất cả kiêu mạn không tàng chứa không thủ giữ không các hí luận bản tánh không vắng lặng tất cả chúng đại bồ tát đều mong cầu pháp thực đây ngài cũng nên mong cầu chứ cầu pháp thực thế gian thấp kém lòng Cát tường nói này ngày ngày, tán thán pháp thực vô thường như vậy, tôi đã muốn no đủ, muốn nữa là thọ dụng. Nếu đời sau tôi ăn được pháp thực đó thì dùng vô thực mà làm phương tiện. Khi mình no đủ rồi cũng giúp cho tất cả hữu tình được no đủ. Diệu Cát Tường hỏi, Ngài làm cho cõi hư không no đủ được chăng? Long Cát Tường đáp, chẳng được. Diệu Cát Tường hỏi, Ngài làm cho tiếng vang ảnh tượng mộng huyễn quáng nắng ánh sáng các việc biến hóa thành tầm hương nó đủ được chăng lòng các tường đáp chẳng được diệu các tường hỏi ngài có thể dẫn các dòng sông chảy về đầy các biển cả được chăng lòng các tường đáp chẳng được Diệu ca Tường nói, các Pháp cũng vậy, Ngài muốn no đủ tất cả được sao? Ngài muốn tất cả đều no đủ, tức là muốn no đủ cõi hư không, cũng muốn no đủ tiếng vang ảnh tượng mộng, cũng muốn no đủ tất cả biển lớn, cũng muốn no đủ tất cả Pháp không, vô tướng, vô nguyện, vô tạo, vô tác, vô sanh, vô diệt, cũng muốn no đủ tất cả sự xa lìa vắng lặng, lìa nhiễm, niết bàn, giải thoát rốt giáo, cũng muốn no đủ vô sắc, vô kiến, vô đối nhất tướng đồng với hư không chẳng thể thủ chấp chân như pháp giới. Lòng các tướng nói, như lời ngài nói thức ăn và người ăn hoàn toàn đều không vậy thì các hữu tình chẳng nên nhờ vào vật thực diệu các tưởng nói đúng vậy đúng vậy tất cả hữu tình đều chẳng nhờ vào vật thực giả sử phật hóa làm các loài hữu tình nhiều như số cát sông hàng vân vân cần vật thực thì ngài khiến ai tạo ra vật thực ấy lòng các tưởng nói chúng sanh được biến hóa không ăn thì đâu cần tạo ra vật thực Diệu Cát Tường nói, Pháp và hữu tình đều như huyễn hóa, cho nên tất cả đều không cần ăn. Nếu các hữu tình đều chẳng như thật thông đạt các Pháp như huyễn hóa, thì sẽ luân hồi sanh tử trong các cõi, hư dối mà cho là có thể nương nhờ, song chỗ nương nhờ ấy đều chẳng thể được. Nếu như thật quán sát Pháp và hữu tình tự tánh đều không, không chút chân thật, thì không cần nương nhờ các vật thực. Lòng Cát Tường nói, tôi nay muốn rất hẳn sự đói khát, Diệu Cát Tường nói sự đói khát còn không có, huống nữa là có đoạn dứt. ý như huyễn sĩ nói như vậy, tôi muốn tìm nước trong quán nắng để dứt trừ sự đói khát. Ngài cũng thế, vì sao? Vì tất cả pháp đều như quán nắng, tất cả hữu tình đều như huyễn sĩ. Làm sao muốn dứt trừ đói khát? Trong pháp đã tạo hư dối phân biệt, người đoạn và cái để đoạn đều bất khả đắc. Đã không có đói khát thì ai trừ đoạn cái gì? Các pháp giờ này tự tánh no đủ đều không đói khát thì trừ dứt cái chi kẻ ngu đối với pháp đây chẳng nghĩ thật biết cho rằng ta đói khát nên tìm cách trừ dứt sự đói khát ấy còn những người có trí thì như thật biết đói khát vốn không chẳng cầu trừ dứt đã thấu rõ được tánh không của các pháp nên chẳng còn luôn hồi sanh tử trong các nẻo nữa xa lìa hí luận không có phân biệt đối với tất cả pháp chủ chỗ vô trụ không nương không nhiễm không vào không ra giải thoát rốt ráo hết hẳn phân biệt lòng các tường nói như các pháp yếu mà tôn giả nói đúng vậy đúng vậy pháp giới như vậy đã hiện ra diệu các tường nói chẳng phải trần pháp giới có hiện có mất có co có giãn vì sao vì trần pháp giới lìa tướng vắng lặng không hiện không mất không thể phân biệt không thể hí luận không đương không trụ, không lấy không bỏ, không động không chuyển, không nhiễm không tịnh như cõi hư không, không động không chuyển, không lấy không bỏ, không nương không trụ, không thể hí luận, không thể phân biệt, không hiện, không mất. Cả pháp cũng thế, tự tướng vốn không, tánh ấy cũng chẳng có tướng, bất khả đắc. Nếu tướng của các pháp có thể đắc, thì phật vào niết bàn cũng có thể đắc. Tất cả pháp không có tàng chứa, không có thủ giữ, không sắc không thấy, không đối không tướng, bản lai vắng lặng, cho nên hằng hà xa số trừ Phật, mặc dù đã vào niết bàn, nhưng không có một pháp nào diệt, nghĩa là không có sắc uẩn diệt và thọ tưởng hành thức uẩn diệt, cũng không có nhãn xứ diệt và nhĩ tĩ thể thân ý xứ diệt, cũng không có sắc xứ diệt và thanh hương vị xúc pháp xứ diệt, cũng không có nhãn giới diệt và nhĩ tĩ thể thân ý giới diệt, cũng không có sắc giới diệt và thanh hương vị xúc pháp giới diệt cũng không có nhãn thức giới diệt và nhĩ tĩ thể thân ý thức giới diệt cũng không có nhãn xúc diệt và nhĩ tĩ thể thân ý xúc diệt cũng không có nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ diệt và nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra các thọ diệt cũng không có địa giới diệt và thủy hỏa phong không thức giới diệt như vậy chưa phải tuy vào niết bàn nhưng không có một pháp nào vào niết bàn có những kẻ muốn khiến cho niết bàn có pháp diệt tức là muốn làm cho cõi hư không kia cũng diệt vì sao? Vì tất cả pháp tánh bản lai tịch diệt, tự tánh vắng lặng, cực vắng lặng nên không thể diệt. Những kẻ bu si chẳng như thật biết khi vào niết bàn mới khởi tưởng diệt, cho rằng ngã và ngã sở nay mới diệt. Do những kẻ ấy chấp trước ngã và hữu tình, cho đến tri giả đạo giả, và do chấp tự tánh pháp có không, tất cả diệt hẳn. Khi vào niết bàn, ta nói những hạng ấy không thể giải thoát được sanh ra bệnh chết sầu than khổ yêu não. Vì sao? Vì những kẻ ngu si kia chẳng biết chẳng ngộ bản tánh các pháp, do chẳng hiểu biết bản tánh các pháp nên cùng Phật Thế Tôn và các đại đệ tử Bồ Tát bất thối truyền đối với pháp sâu xa hết lòng tiên hiểu, thường ưa hạnh thọ hành vô sở đắc, ở chỗ chư Phật quá khứ trồng nhiều căn lành, có thần thông lớn, đủ thế lực lớn, thường chủ chân tịnh, tiền thiền vô thượng thường chống trái canh